Đây. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải anh em ơi. Duy Khải xin kính chúc anh em xem video vui vẻ nha anh em. Lần này thì anh em yêu cầu soi đồ Vạn Sự Tùy Duyên. Ok. Đây anh em ơi, Vạn Sự Tùy Duyên anh ta đang đứng ngay rương đây. Anh ta một mặt cái bóng bỏng nè. Hiện tại hôm nay thì hôm trước cũng đánh top khá là cao. Hôm trước anh mang một cái bóng hồng kim, cái băng bóng hồng kim. Bóng đó thời hạn, lần này anh hết bóng thời hạn này. Anh mang bóng xanh, bóng tím chứ. Hiện tại hôm nay là anh đánh được top 6, 151 mạng, 86 nờ sơ và tử vong 17, liên chạm 37. Anh em cùng soi xét đồ của cao thủ Vạn Sự Tùy Duyên nữa nha anh em. Đây anh em ơi. Hiện tại thì đang sở hữu với mình một xét băng hồng Mỹ kháng cả 18 năm và ngọc bội 24, 274. Nhẫn thì 28, nhẫn kháng băng 30 khá là đẹp. Và bao tay, hiện tại đang sử dụng một bao tay khá là đẹp anh em ạ, Định Khái. Chón 30 thì hết mít rồi. Đã cờ bằng pháp 3 cấp, kháng băng 30 và dâm trúng độc 40. Ok, mít cái chón thôi. Và hiện tại đang sử dụng một áo Định Khái mắt pin. Áo Định Khái này là áo đua top nha mọi người, 50, 30 và 200, 233 là áo đua top là nhận nha anh em, áo mắt pin hoàn toàn nha anh em. Và hiện tại đang có một cái đai lưng cũng Định Khái mắt ọp luôn, 50, 3 cấp và kháng băng 30. Nói chung thì đang sở hữu hai món mắt pin này mà, đai lưng và áo. Trời ơi, 33 quá đẹp luôn, đai lưng như vậy, hai món Định Khái lực tay ai chịu nổi nè. Bao tay này cũng 3 cấp nữa chứ. Và hiện tại đang tiếp theo đó là một cây bóng kim cô bóng mắt pin hoàn toàn, 30, 50 sát thương và 25 kháng độc và sinh lực 192, sát thương 91%, quá gơ gốm, bóng quá đẹp nè. Đây, một cái nón là một nón phòng thủ làm chậm 2540, 2540 và 19 thông pháp, nón tím khá đẹp, phục hồi sinh lực 6. Một cái đôi giày 40, 20, 40, 25, nói chung là giày chón khá đẹp. Tính ra lượng chón thì 40 và bao tay này thì được 70 chón. Lượng 5 chậm thì được 40, 5 chậm từ nón và đai lưng thì được 90, 5 chậm, 90, 5 chậm nha anh em. Đó, và có cho mình 46 thì không đọc. Rồi, quá đẹp luôn em ơi. Và hiện tại này thì đang có cho mình là kỹ năng cũng có từ dòng băng hội, thì anh đang có dòng băng hội là tiên phong như đây thì có thêm một kỹ năng và kèm với càng khôn thì này đang có cho mình 3 kỹ năng vốn có nha mọi người, tại vì mặt nạ với lại phi phong anh chưa có, cho nếu có nữa đánh càng dữ nữa nè. Hiện tại này hạng 35 tiên phong, kỹ năng cũng có một cấp, quá gớm. Đó nè, này top 6, nói chung là cái bang tầm này khá là trâu nè, trên cái top toàn cái bang thôi nè ơi. Cây cái bang này, Vạn Sự Tùy Duyên cái bang này, bờ treo cũng cái bang này. Hiện tại top có 4 top thôi mà đến 3 cái bang này, nên thấy chưa? Có 10 top thôi mà 3 cái bang này, còn lại là cô long đao, thiên nhẫn đường môn. Đó. Nói chung thì đỡ mà nói giá thì cũng không rõ giá lắm. Xét trong bang này hiện tại xe vời khoảng tầm chắc khoảng 3,5 triệu đến 4 triệu set này. Rồi bao tay này thì khoảng cũng khá đẹp, bao tay này chắc cũng hơn 1 triệu đến 2 triệu. Áo này mắt pin đua top Khải không biết giá này. Đai lưng cũng vậy nè, đua top Khải không biết giá này. Tại vì những món đồ này bên server cũ nè. Và hiện tại đã có ép lên con ngựa tháo phiến kháng cả hai rồi, quá gần gốm, quá gần gốm. Bông tiêu đã lên kháng cả hai nè em ơi. Còn với bông tiêu server thì hiện tại server khoảng tầm 4 đến 5 triệu một con nè. Ép lên kháng cả hai là một vấn đề đó nè, biết đâu nè. Chung thì sơ tổng set đồ này thì Khải nghĩ chứ cũng hơn 20 củ đó nè. Cả đồ hơn 20 củ đó nè. Rồi áo với đai lưng này chắc cũng vài triệu này. Đồ top ra mới có đấy. Cả set đồ này chắc mà hơn 20 triệu này mà, không biết đâu nè. Đó. Còn nếu mà đỡ tính từ đầu thì không biết giá như thế nào, tại vì đồ đẹp quá, đồ đua tốt rồi nè. Không biết là ảnh đua tốt bao nhiêu được sở hữu được hai món này. Nếu mà hai món này tầm 10 triệu thì này khá là cao nè, còn hơn 30 củ đó, biết đâu. Còn này Khải chỉ tính gọi là đai lưng với áo thường thôi thì nó đã hơn 20 triệu rồi. Còn này hàng mát nè. Hàng mát thì không biết giá được. Server cũ thì mình chịu rồi, không biết giá này. Rồi, anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Vạn Sự Tùy Duyên cũng như là video của Duy Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ nha mọi người.